Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, nắm tạm giam đối với Chao Phinh và Chao Mai Cui cùng 20 tuổi, làng Mạc An Hảo, điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hai thanh niên bị khởi tố, nắm tạm giam. Theo kết quả điều tra, chiều 15 tháng 9, Phinh và Cui nhậu cùng với một số người chơi tại nhà ông Chao Lợi, ngụ tại địa phương. Khi đó, N. T. L. 14 tuổi, đến đùa giỡn với Phinh và những người trong bàn nhậu. Phinh mời bé bỏng gái uống một ly bia. Khoảng 20 phút sau, L. rủ Phinh đi uống cà phê. Thanh niên này đồng ý và rủ Cui đi cùng. Cui lấy xe máy chở Phinh và L. tìm quán cà phê. Trên đường đi, Cui chỉ đạo xe khi đến khu vực đất vườn ở làng Mạc An Hảo. Tại đây, L. đồng ý cho Phinh và Cui thay nhau giao cấu. Sau đó, L. lấy chìa khóa xe máy của Cui chạy đến công an làng Mạc An Hảo trình báo. Cơ quan công an tiến hành mời Phinh và Cui đến làm việc, cả hai thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân.